NATO đã chính thức khởi động cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 với quy mô lớn nhất kể từ năm 1988, khoảng 90.000 binh sĩ đến từ 31 quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển, nước đang chờ gia nhập liên minh này tham gia. Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý, những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau mục điểm tin, mời quý vị cùng theo dõi. 90.000 quân từ 32 nước hành động chưa từng có tiền lệ vì Ukraine. Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc. Ukraine bác tin ông Zelensky yêu cầu Tổng tham mưu trưởng từ chức. EU có thể đã cho phép dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để tái thiết Ukraine. NATO đã chính thức khởi động cuộc tập trận Steadfast Defender 2024. Bên cạnh cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của hơn 50 tàu chiến, từ tàu sân bay tới tàu khu trục, hơn 80 máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái, cùng ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu, trong đó có 133 xe tăng, 533 xe chiến đấu bộ binh. Cuộc tập trận của NATO diễn ra vào thời điểm quan trọng khi chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine đã dẫn tới cuộc chiến đẫm máu nhất trên lãnh thổ châu Âu trong hơn 70 năm qua. Bộ Chỉ huy Phát triển tác chiến lực lượng của NATO gọi đây là cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ nhằm thể hiện sự đoàn kết và sẵn sàng của liên minh này. Cuộc tập trận của NATO sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 5 năm nay với nội dung chính là mô phỏng kịch bản xung đột với đối thủ ngang hàng. Trước đó, các chuyên gia nhận định Nga chính là đối thủ mục tiêu mà NATO nhắc đến. Sau rất nhiều báo cáo của liên minh này, trong thời gian gần đây cảnh báo rằng sẽ phát động tấn công một quốc gia NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Trong cuộc tập trận, lực lượng NATO sẽ được triển khai ở Na Uy và Romania, tại khu vực rất gần biên giới Nga. Cuộc tập trận của NATO còn nhằm mục đích cổ vũ Ukraine, quốc gia đang bị ít nhất 3 mối lo bủa vây. Thất bại trên chiến trường, sự mệt mỏi ngày càng gia tăng đến từ phương Tây, có thể khiến Kiev mất chỗ dựa vững chắc. Các gói viện trợ tài chính từ Mỹ và EU đang bị đình trệ nghiêm trọng thông cáo của bộ quốc phòng mỹ đồng thời dẫn lời một quan chức nato thừa nhận nato đang phải quan sát cuộc chiến ở ukraine để đưa ra những phản ứng tương xứng với tình hình hiện nay cuộc tập trận này là một ví dụ cuộc chiến tại ukraine sẽ định hình sự hiểu biết của chúng ta về xung đột trong nhiều năm tới nato đang quan sát chặt chẽ cuộc xung đột ở ukraine để nâng cao khả năng sẵn sàng và hoàn thiện hoạt động đào tạo năng lực cũng như đổi mới trong tương lai vị quan chức cho hay theo ông Janista, giám đốc trung tâm truyền thông chiến lược NATO ở Riga, Latvia, nguy cơ Ukraine thất bại trước Nga đang cao hơn nhiều so với khả năng ép giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự gắn kết của Liên minh NATO. Vị chuyên gia cho rằng Nga là một nhân tố khó đoán, trong khi kết quả của cuộc chiến ở Ukraine đang bị đe dọa bởi nguồn tài trợ bị đình trệ. Vì vậy, các nước NATO cảm thấy rằng họ phải chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả chiến tranh trực diện với Nga tài liệu mục tiêu chiến lược của nato cũng đang đặt nga là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với liên minh này phản ứng trước cuộc tập trận của nato thư ký báo chí của tổng thống liên bang nga dmitry peskov khẳng định nga biết mình đã phải đối mặt với ai và không bao giờ ảo tưởng đây là cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ nato cũng không giấu giếm mục đích đối đầu với ai khi tổ chức các cuộc tập trận này chúng tôi không bao giờ ảo tưởng chúng tôi biết rõ thế nào là cơ sở hạ tầng quân sự của nato ông peskov nói ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin đã nói về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi liên quan tới an ninh Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quân sự NATO dần tiến gần biên giới của chúng tôi. Ông Peskov cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO là một liên minh được tạo ra để đối đầu Nga. Người phát ngôn điện Kremlin khẳng định, phương Tây đang dốc toàn lực chống lại Nga khi tổ chức cuộc tập trận lớn nhất đến nay. Chiến lược răn đe gây áp lực lên Nga của phương Tây vẫn chưa có kết quả, có khi leo thang, có khi lắng xuống. Bây giờ điều đó có lẽ đang ở đỉnh điểm. Những cuộc tập trận như đang diễn ra của NATO là bằng chứng cho điều này. Trong khi đó, phát biểu trên Ria Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Garusko tuyên bố Nga không sợ các cuộc biểu dương sức mạnh mang tính khiêu khích như vậy, bởi Moscow có tất cả nguồn lực để đảm bảo an ninh và quốc phòng. Đáng lưu ý, sau cuộc tập trận này, các nhà lãnh đạo NATO đang kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Washington về việc áp dụng hệ thống Schengen quân sự cho phép các đoàn xe quân đội di chuyển tự do qua các nước NATO, từ đó tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Nga. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của NATO mang tính khiêu khích và có khả năng dẫn tới hậu quả thảm khốc cho châu Âu. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, Moscow không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Trong khi đó, liên minh này không hề che giấu sự thật rằng các nhiệm vụ nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Nga sẽ được thực hiện. Đô đốc Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO nói rằng, liên minh của họ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột với Nga. Những bình luận tương tự cũng được lãnh đạo các nước NATO nhiều lần đưa ra. Bà Zakharova cho hay bằng cách này nato đang cố gắng biện minh cho sự tồn tại của mình trong mắt hàng triệu người châu âu và mỹ cùng với những chương trình nghị sự nhằm kiềm chế nga họ đang biện minh cho sự gia tăng điên cuồng trong chi tiêu quân sự và theo một cách nào đó họ đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận nhằm vào những thất bại trong cuộc chiến hỗn hợp do nato mượn tay chính quyền kiev để tiến hành chống lại nga Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Ukraine lên tiếng phủ nhận sau khi báo chí và một số nghị sĩ tiết lộ ông Zelensky bãi nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Jaluny. Kính gửi các nhà báo, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời cho mọi người. Không, điều đó không đúng. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên Telegram. Serhiy Nikiforov, thư ký báo chí Tổng thống Ukraine, nói với Ukraine Prada rằng ông Zelensky chưa bãi nhiệm ông Jaluny. Trước đó, nhà lập pháp Ukraine Oleksiy Goncharenko dẫn nguồn tin cho biết ông Jaloni đã được yêu cầu từ chức nhưng chưa có xác lệnh chính thức. Hai nguồn tin nói với tôi rằng ông Jaloni được yêu cầu từ chức nhưng vẫn chưa có xác lệnh nào. Ông ấy được đề nghị làm đại sứ tại một trong các nước châu Âu. Ông ấy đã từ chối, ông Goncharenko nói trên Telegram. Interfax Ukraine cũng dẫn các nguồn tin cho biết ông Jaluny và Tổng thống Zelensky đã gặp nhau và đạt được thỏa thuận về việc bãi nhiệm. Tướng Valery Jaluny được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Ukraine vào tháng 7 năm 2021 đến mùa thu năm 2022. Ông Jaluny gây được tiếng vang sau khi sự nhạy bén chiến lược của ông đã giúp Kiev giành lại nhiều phần lãnh thổ từ Nga. Dù vậy, cuộc phản công của Ukraine vào nửa cuối năm 2023 không đạt được kết quả như kỳ vọng giữa Tổng tham mưu trưởng và Tổng thống Ukraine thường xuất hiện dạn nứt sau khi ông Jaluni vào hồi tháng 11 năm 2023 nhận xét rằng cuộc xung đột Ukraine có thể đã đi đến bế tắc. Ông Zelensky tỏ ra bất đồng với đánh giá của vị tướng hàng đầu. Vào tháng 11 năm 2023, phụ tá thân cận của ông Jaluni là ông Gennady Kastikov đã thiệt mạng khi đang tổ chức sinh nhật lần thứ 39 sau khi mở hộp qua sinh nhật có chứa lựu đạn. Vào tháng 12 năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện các thiết bị nghe lén không hoạt động trong văn phòng của ông Jaluni. Các nhà ngoại giao hàng đầu EU dường như đã đồng ý với việc chuyển tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga tới Ukraine. Dẫn nguồn tin từ Bỉ, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ 6 tháng. Các nước EU vào ngày 29 tháng 1 dường như đã đồng ý tạo một tài khoản riêng để chuyển tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga vào. Đây được xem là bước đầu tiên trong kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga trong nỗ lực tái thiết Ukraine, vốn bị tàn phá do chiến sự dữ dội với Moscow 23 tháng qua. Theo nguồn tin, đại sứ từ 27 nước EU đã đồng ý về mặt nguyên tắc về việc sử dụng lợi nhuận liên quan đến tài sản của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine. Văn bản này sẽ trải qua quá trình kiểm tra pháp lý và ngôn ngữ trước khi các nước áp dụng nó. Nguồn tin cho biết việc này sẽ sớm diễn ra sớm nhất có thể. Ủy ban châu Âu sau đó dự kiến sẽ đề xuất chuyển số tiền đến Kiev nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Trước đó, Pháp và Đức đã tỏ ra khá rè dặt về kế hoạch này, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo nó có thể làm suy yếu niềm tin vào đồng euro và gây bất ổn cho thị trường toàn cầu. Sự đồng thuận nói trên diễn ra vài ngày trước khi EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nơi mà các nước dự kiến sẽ tìm cách vượt qua sự phản đối của Hungary liên quan tới đề xuất của châu Âu nhằm viện cho Ukraine 50 tỷ euro trong 4 năm tới. EU, Mỹ, Nhật Bản và Canada đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga vào năm 2022 khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Châu Âu đang đóng băng khoảng 200 tỷ USD trong số đó, chủ yếu nằm tại cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ. Hồi giữa tháng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phương Tây đang cố gắng tạo ra vỏ bọc pháp lý để lấy đi tài sản chủ quyền của Nga một động thái mà Moscow nhiều lần cảnh báo sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét dự luật cho phép tịch thu một số tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine sau chiến dịch quân sự của Moscow. Bà Jakarova cáo buộc Washington đang tìm cách thúc ép Liên minh châu Âu-EU tham gia kế hoạch tịch thu tài sản của Nga. Bà tuyên bố Moscow sẽ đáp trả quyết liệt nếu tài sản của Nga bị đánh cắp. Các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện, chúng sẽ gây đau đớn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo. Giới chức Mỹ xem phương án tịch thu tài sản là đòn bẩy buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Moscow vẫn chưa bày tỏ nhiều sự quan tâm tới những cuộc thương lượng này. Theo vào đó, Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã lên sẵn danh sách các tài sản của phương Tây có thể tịch thu nếu như G7 quyết định tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.